Quy Nhơn, nơi có biển xanh trong màu ngọc bích, cát trắng mịn trải dài, nắng vàng tươi sốt mầm và những gành đá ngày đêm êm đềm sóng vỗ. Giữa thành phố biển Quy Nhơn thơ mộng, tổ hợp 479 căn hộ chung cư cao cấp cao nhất Quy Nhơn, Antara Residence Quy Nhơn hiện diện kiêu hãnh, tự hào và trở thành biểu tượng cho phong cách sống mới, hiện đại và tiện nghi. Antara Residence cũng có kết nối giao thông thuận tiện và dễ dàng đến tất cả các địa điểm trong thành phố Quy Nhơn. Đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường lớn xuyên trung tâm thành phố ngay trước mặt dự án. Đường Xuân Diệu, con đường ven biển thơ mộng, đẹp và nổi tiếng nhất Quy Nhơn cũng ngay gần kề. Chợ lớn Quy Nhơn, một trong những khu chợ trung tâm của thành phố, tập trung tất cả mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Chợ lớn Quy Nhơn chỉ cách Antara Residence 500m. Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, còn gọi là nhà thờ nhỏ, chỉ cách Antara Residence 1 km. Nhà thờ là một trong những điểm thu hút khách du lịch khi đến với thành phố thơ mộng này. Bệnh viện Đa khoa thành phố, một trong những bệnh viện tốt nhất Quy Nhơn, chỉ cách Antara Residence 700m. Cảng Quy Nhơn là một cảng biển lớn, là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đang được đầu tư mở rộng. Trường chuyên Lê Quý Đôn, một với trường nổi tiếng, có chất lượng giáo dục tốt, ngay sát cạnh tòa nhà. Chỉ cách Antara Residence chưa đến 800m, khu phố ẩm thực, khu phố nổi tiếng hấp dẫn cả người dân bản địa và du khách khi tới Quy Nhơn. Chỉ cách Antara Residence 300m, hàng loạt các tiện ích hiện đại đã hình thành: bến du thuyền hạng sang, công viên cây xanh, quảng trường nhà nước, tất cả sẽ làm hoàn hảo hơn cuộc sống của các chủ nhân Antara Residence Quy Nhơn. Khi màn đêm buông xuống, ở mọi con đường, mọi khu phố, vẫn thấy Antara Residence lung linh rực rỡ, tỏa sáng Quy Nhơn. Từ Antara Residence Quy Nhơn, bạn cũng có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Rắn, Tiên Sa, Cù Lao Xanh, Bãi Xếp. Antara Residence đã và đang trên hành trình kiến tạo những giá trị sống đích thực cho các chủ nhân sở hữu. Hãy đến và cảm nhận Antara Residence Quy Nhơn, đánh thức nàng tiên.